Câu hỏi 69, phòng trị bệnh dựa trên nguyên tắc nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Ong là côn trùng có cánh, môi trường sống và tìm kiếm thức ăn trong phạm vi rất rộng. Việc phòng trị bệnh cho ong rất phức tạp, đòi hỏi việc phòng trị bệnh cho ong cần những nguyên tắc nghiêm ngặt. 1. Chọn địa điểm đặt ong nơi khô ráo, tránh gió mạnh, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, xa chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, xa nơi bùn lầy, nước đọng. Không nên đặt quá nhiều ong trên một điểm. Cự ly giữa các đàn ong không quá dày, chân thùng cao khoảng từ 20 đến 30 cm. 2. Là thùng ong phải đóng đúng quy cách, kín đáo để tránh các loại côn trùng khác thâm nhập vào. Cửa tổ ra vào của ong mở phải vài vừa phải, tránh ong ăn cướp mật. Khi cho ong ăn không được làm rơi vãi nước đường, vừa lãng phí vừa dẫn dụ kiến ong rừng đến phá hoại ong. Không nên cho ong ăn ban ngày. 3. Đến nơi đặt ong mới phải tìm hiểu ngay lịch phun thuốc sâu, tìm hiểu kỹ cây nguồn mật, đặc biệt xem có cây nguồn hoa nào gây độc cho ong để chủ động phòng tránh. Phải cách ly những đàn ong bị bệnh, không chuyển ong đến nơi có ong bị bệnh. 4. Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật liên hoàn trong nuôi ong, tạo đàn ong mạnh có từ 4 cầu trở lên, ong đông, đầy đủ trứng, ấu trùng, nhộng, thức ăn trong đàn ong, mật phấn đầy đủ. Thực hiện tốt lịch thay ong chúa già, không chia đàn quá mỏng, không để ong đi ăn cướp mật của nhau. 5. Thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi nghi đàn ong có bệnh, cần lấy mẫu bệnh gửi đến cơ quan chuyên môn để chuẩn đoán và cho phương pháp điều trị. Cần kết hợp chặt chẽ công tác vệ sinh thú y như thay thùng, thay mật trong bánh tổ. Với việc phòng trị bệnh ong bằng biện pháp sinh học như thay ong chúa, nhốt ong chúa và phòng trị bằng các loại thuốc tùy loại bệnh, coi trọng cả thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng và các loại thuốc nam. Cần chuyển đàn ong đến nguồn hoa mới để có điều kiện điều trị bệnh. 6. Là coi trọng công tác chọn lọc giống ong, chọn lọc, tạo những đàn ong có khả năng chống bệnh tốt, tránh thoái hóa giống. Câu 70. Cho ong ăn thuốc bằng cách nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Ong là côn trùng phân biệt vị rất là kém nên việc cho ong ăn thuốc rất thuận lợi. Muốn chữa trị có hiệu quả cần phải xác định đúng nồng độ thuốc. Nồng độ là lượng thuốc pha với 1.000ml siro đường. Lượng thuốc thường được tính theo đơn vị miligram hoặc là gram. Dựa theo cách tính của y tế, thí dụ như nồng độ 500ui trên 1.000ml siro đường, tức là nồng độ của 0,5g trên 1.000ml siro đường. Có thể dùng các loại cốc, chai có vạch dung tích để đong siro đường pha thuốc. Cần xem kỹ hướng dẫn trên bao bì lượng thuốc pha là bao nhiêu đơn vị để khỏi nhầm. Hòa thuốc không được hòa trực tiếp thuốc vào siro vì thuốc sẽ không tan hết mà đóng vón phải pha vào nước ấm cho tan hết rồi mới đổ vào siro đường khuấy đều. Cách đưa thuốc vào đàn ong, rót siro đường có pha thuốc theo liều lượng đã tính trước vào máng cho ong ăn. Tốt nhất là cho ong ăn vào ban đêm, nếu có ít ong và vào mùa nhiều hoa có thể cho ong ăn ban ngày. Phun thuốc nước sử dụng bình bơm tay bằng nhựa có chia lượng nước trên vỏ bình. Rót siro vào bình theo liều lượng đã tính rồi phun lên mặt cầu ong có cả ong thợ bám trên cầu. Cách lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm. Khi không xác định được bệnh qua lâm sàng cần gửi mẫu bệnh đến phòng thí nghiệm thú y. Lấy 100 con ong thợ chết trong thùng trước cửa tổ cho vào lọ thủy tinh. Cắt bánh tổ nghi là có bệnh hoặc có phần thức ăn, mật lương ong bỏ vào trong hộp, không được làm dập nát. Dán nhãn vào lọ hoặc là hộp ghi rõ ngày tháng lấy mẫu, nơi và người lấy mẫu nghi là bệnh gì, kèm theo một giấy mô tả triệu chứng đã quan sát được. Trực tiếp mang mẫu bệnh đến nơi phân tích hoặc có thể gửi qua bưu điện. Nơi gửi: Trung tâm Nghiên cứu Ong, Trung ương Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Phòng chuẩn đoán bệnh Viện Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Một số bệnh thường gặp ở đàn ong nội. Giống như các động vật nuôi khác, ong mật cũng dễ dàng mắc một số bệnh và nhiều thiên địch hại. Bệnh tật dịch hại và động vật khác tấn công. Bệnh tật dịch hại ở mức độ nhẹ làm cho đàn ong suy yếu ảnh hưởng đến năng suất sản phẩm. Ở mức độ nặng làm cho đàn ong suy yếu rồi bốc bay, gây thiệt hại về kinh tế cho người nuôi ong. Trước đây đối với ong nội, hay còn gọi là Apis cerana, thì thiên địch hại như ong bò vẽ, chim, kiến, cóc,
sâu ăn sáp v.v. là kẻ thù chính gây thiệt hại cho ong. Nhưng trong những thập kỷ gần đây, do việc thu nhập loài ong châu Âu hay còn gọi là ong ngoại vào châu Á, nhiều bệnh như bệnh thối ấu trùng châu Âu, ấu trùng túi, bệnh ỉa chảy v.v. đã xuất hiện, đặc biệt là do nuôi di chuyển bệnh lây lan càng nhanh. Ở nước ta hiện nay, bệnh thối ấu trùng túi, thối ấu trùng châu Âu là những bệnh gây thiệt hại rất lớn cho nghề nuôi ong nội địa, Apis carana. Còn các bệnh thối ấu trùng châu Mỹ, ấu trùng vôi, ấu trùng hóa đá chưa thấy có ở Việt Nam. Phát hiện đúng lúc, kịp thời hai bệnh trên và có những biện pháp chữa trị triệt để là một trong các yếu tố quyết định nuôi ong có hiệu quả kinh tế cao. Bệnh thối ấu trùng châu Âu. Câu hỏi 71. Bệnh thối ấu trùng châu Âu gây tác hại như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Bệnh thối ấu trùng châu Âu là do White tìm ra lần đầu tiên ở châu Âu vào năm 1912. Hiện nay thì bệnh có mặt ở khắp nơi nuôi ong châu Âu Apis mellifera và phần lớn các nơi nuôi ong Apis carana. Ngoài ra thì còn gọi là bệnh thối ấu trùng châu Âu là bệnh thối ấu trùng mở nắp hay là bệnh thối ấu trùng tuổi nhỏ, vì bệnh thường gây chết ấu trùng từ 2 đến 5 ngày tuổi. Trong một số ấu trùng chết bị chua cho nên còn có bệnh thối ấu trùng chua. Ở các đàn bị nặng thì năng suất giảm từ 20 đến 80%. Ong nội bị bệnh thường bỏ tổ bay đi nơi khác, đặc biệt là sau khi quay mật hoặc là sau khi kiểm tra là dễ bốc bay nhất. Theo Cục Thú y năm 1983, bệnh thối ấu trùng châu Âu có ở Việt Nam từ năm 1969 do nhập ong từ nước ngoài vào, và từ đó bệnh thối ấu trùng châu Âu xuất hiện ở tất cả các nơi nuôi ong nội địa. Một, tác nhân gây bệnh. Theo Porcheps năm 1977, Paley năm 1981, tác nhân gây bệnh thối ấu trùng châu Âu là do một loại liên cầu khuẩn có tên là Melissococcus bluson. Còn các vi khuẩn khác như là Bacillus, Aver đều là vi khuẩn thứ phát. Trên nhiều mẫu bệnh phẩm của ong nội, các bác sĩ thú y của Viện, Cục Thú y đều phân lập được các vi khuẩn gây bệnh trên. Bệnh thối ấu trùng châu Âu còn gọi là bệnh thối ấu trùng lành tính, vi khuẩn có hai đầu hơi nhọn, không tạo nha bào nhưng có khả năng tạo một lớp vỏ bọc chống chịu được điều kiện ngoại cảnh. Vi khuẩn này sống trong bánh tổ được 1 năm, môi trường có nhiệt độ trong phòng là 7 tháng, bị tiêu diệt ở ánh sáng mặt trời trực tiếp trong 30 giờ, pheno 2% trong 6 giờ. Hai là triệu chứng của ấu trùng bị bệnh. Ấu trùng bị bệnh thường ở 2 đến 5 ngày tuổi, mầm bệnh từ mật ong, lương ong hoặc do tiếp xúc trực tiếp xâm nhập vào ấu trùng, tấn công vào ruột sữa, tiếp cận với màng ruột và sinh sản luôn ở đó, rồi nhờ máu ong mà chuyển đến các tế bào khác. Thường thì bluston sinh sản trong tế bào sống của ấu trùng. Khi tính kháng khuẩn của tế bào ong bị khống chế, tế bào bị nhiễm một lượng lớn vi khuẩn. Chúng chuyển sang nhiễm thứ cấp, nhiễm nặng, ấu trùng bị chết. Nhiễm nhẹ thì ấu trùng không bị chết, có thể nở ra nhưng mang khá nhiều mầm bệnh. Bệnh thối ấu trùng châu Âu cũng có hai dạng là ẩn và rõ. Dạng ẩn khó phát hiện trong đàn ong có mầm bệnh, đàn mạnh không suy yếu ngay. Dạng rõ, ấu trùng chết có mùi chua, dấu hiệu đầu tiên là các ấu trùng còn ở dạng lưỡi liềm, bị khô da, trong suốt, có khi nhìn rõ cả ruột, da không căng. Màu sắc của ấu trùng thay đổi từ tươi sáng sang đục, sau đó chuyển sang màu trắng xám, có màu vàng. Ấu trùng chết ở dạng khác nhau thành khối ở đáy tổ, nằm dài theo lỗ tổ. Ấu trùng chết có màu nâu rồi đến nâu thẫm, không dính dễ gắp ra khỏi lỗ tổ. Đàn ong bị bệnh không nuôi ấu trùng, ấu trùng bị chết không có ong non ra đời. Đàn ong sa sút dẫn đến bốc bay, đây là bệnh hay mắc phải ở đàn ong nội địa. Câu hỏi 72. Biện pháp phòng trừ bệnh thối ấu trùng châu Âu là gì? Câu hỏi này được trả lời như sau. Khi phát hiện thấy đàn ong bị bệnh có thể sử dụng một trong hai phương pháp. Thứ nhất là cho ăn kháng sinh cùng với siro đường. Phun thuốc kháng sinh lên bánh tổ có cả ong đang bậu trên bánh tổ. A. Phương pháp cho ăn. Cho ong ăn thuốc cùng với siro đường có tỷ lệ 1 đường 1 nước. Cho ăn liền 3 tối, mỗi cầu là 100ml nước. Có thể dùng một trong những thuốc kháng sinh sau. Erythromycin 0,4 đến 0,5 g pha trong 1 lít siro. Canamycin 0,4 đến 0,5 g pha trong 1 lít siro. Furaroretol
1 gam pha trong 1 lít siro. Streptomycin 0,4 đến 0,5 gam pha trong 1 lít siro. Erythromycin và furaroledon, hai thuốc này rất khó tan nên phải pha trong 1 đến 2 ml cồn cho tan hết rồi mới hòa vào siro đường. Hỗn hợp streptomycin 1 gam cộng với penicillin 1 gam pha vào 3 lít nước siro đường rồi cho 30 cầu ong ăn. Cho ong ăn 3 tối liền, sau đó kiểm tra chưa thấy khỏi, cho ăn tiếp đến khi khỏi. Điều quan trọng làm sao cho ong ăn hết lượng siro có pha thuốc thì ong mới khỏi bệnh. Vì vậy, trước khi cho ong ăn phải loại bớt cầu bị bệnh nặng nhằm làm cho đàn ong đông quá trên cầu ong mới ăn hết. Hôm sau phải xem sớm, nếu như ong mà không ăn hết thì phải cất ngay, tránh ong ăn cướp làm bệnh lây lan rộng. Cần kết hợp thay ong chúa bằng gắn mũ chúa với mục đích làm cho đàn ong có một thời gian ngắn không có ấu trùng, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn nhiều. B. Phương pháp phun lên bánh tổ. Trường hợp sắp vào vụ mật hoặc đã quay một vài vòng mật, một số đàn bị bệnh, nếu cho ong ăn thuốc thì dư lượng thuốc kháng có trong mật làm cho chất lượng mật giảm. Nhiều trường hợp khi có nguồn thức ăn tự nhiên có nhiều ong không ăn siro có thuốc thì chúng ta phải dùng biện pháp phun siro đã pha thuốc với liều lượng thuốc gấp đôi, phun trực tiếp lên bánh tổ có cả ong bọng trên bánh tổ. Dùng bình phun có hạt, hơi xương, không ảnh hưởng tới ấu trùng. Khi phun thì cần nhẹ nhàng, cách một ngày phun một lần, thường phun 2 đến 3 lần là khỏi, nhưng cũng tránh phun quá nhiều, mạnh tay có thể làm cho đàn ong bốc bay. Biện pháp phun có nhiều ưu điểm là lượng thuốc không tốn nhiều, không để lại dư lượng thuốc kháng sinh trong mật, nhưng hiệu quả không bền bằng cho ăn siro có thuốc.